Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình, đập tan mọi âm mưu xét lại, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh là trách nhiệm, tình cảm của mỗi chúng ta. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Nguyễn Trần Trịnh, Vũ Minh Giang, phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ. Để biết tại sao giáo sư tiến sĩ khoa học Giang nói vậy, ta cùng tìm hiểu vài vấn đề nhé. Ý thức hệ hay hệ tư tưởng là hệ thống các mục đích và quan niệm giúp điều chỉnh mục tiêu, dự tính và hành động của con người. Một ý thức hệ có thể hiểu như một tầm nhìn bao quát, như cách thức để xem xét sự vật thường gặp trong một vài trường phái triết học. Như vậy, ý thức hệ là toàn bộ những quan điểm chính trị, luật pháp, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học, thượng tầng kiến trúc, biểu hiện quyền lợi của một giai cấp, phản ánh điều kiện, sinh hoạt vật chất của xã hội và quyền lợi của những giai cấp nhất định. Hệ tư tưởng ảnh hưởng đến tích cực đến sự phát triển của xã hội, đẩy nhanh hoặc làm chậm trễ sự phát triển của xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng ý thức xã hội mới là vấn đề bức thiết. Xây dựng ý thức xã hội mới là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, trên cơ sở xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Xây dựng ý thức xã hội mới, chúng ta cần phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng đời sống kinh tế mới, văn hóa mới, con người mới, không ngừng hoàn thiện ý thức xã hội theo hướng khoa học, cách mạng, tiến bộ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức xã hội mới. Trong sự phát triển của mỗi cá nhân, ngoài các yếu tố thuận lợi về chủ thể, họ còn bị chi phối bởi quan điểm tư tưởng, tình cảm, tâm trạng, truyền thống của cộng đồng, tức là bị chi phối bởi ý thức xã hội. Vì vậy, khi ý thức xã hội tiến bộ, lành mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cá nhân và ngược lại. Bởi thế, muốn xây dựng xã hội mới, tất yếu phải xây dựng ý thức xã hội mới, và việc xây dựng ý thức xã hội mới trở thành một nhiệm vụ của công cuộc xây dựng xã hội mới. Có thể hiểu, ý thức xã hội mới mà chúng ta đang xây dựng hoàn là toàn bộ quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của xã hội mới, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ công cuộc xây dựng xã hội mới. Trên thực tế, ý thức xã hội mới đó biểu hiện rất phong phú, đa dạng. Ngoài hệ tư tưởng, nó còn được biểu hiện ra ở tâm trạng, tình cảm, nhu cầu và cả thói quen, phong tục, tập quán của cộng đồng xã hội. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10, Đảng ta đã xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người được giải phóng khỏi áp bức bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Có thể nói, mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã xác định, đó là định hướng có tính chiến lược trong việc xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta hiện nay. Cùng với định hướng cơ bản trong việc phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội, văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10 cũng tiếp tục khẳng định một số định hướng lớn trong quá trình xây dựng ý thức xã hội mới. Vấn đề này có thể khái quát lại trên một số điều cơ bản sau. Thứ nhất, xây dựng ý thức xã hội mới là sự nghiệp của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, xây dựng ý thức xã hội mới trên cơ sở đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thực sự trở thành mục tiêu, động lực của phát triển, thành nền tảng tinh thần của xã hội. Thứ ba, xây dựng ý thức xã hội mới gắn với tăng cường học tập lý luận, chuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ tư tưởng của Đảng trở thành nền tảng và kim chỉ nam cho nhận thức, hành động của toàn Đảng và nhân dân. Thứ tư, xây dựng ý thức xã hội mới cần ý thức sâu sắc, sự kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.
Vậy ông Vũ Minh Giang nói vậy không nhằm mục đích nào khác là làm cho xã hội hỗn loạn, mất phương hướng, mất mục tiêu, lý tưởng để phấn đấu, để đạt tới. Không có xã hội nào tồn tại và phát triển mà không có ý thức hệ. Không có đất nước nào tồn tại mà không có hệ tư tưởng để dẫn đường hành động. Như vậy, câu nói ấy làm hoang mang lý tưởng của thế hệ trẻ của đất nước, xã hội nhằm mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ, xóa bỏ sự tồn vong của quốc gia dân tộc của ông là thật. Thưa ông, dẫu thế nào ông cũng mang danh là giáo sư tiến sĩ khoa học sử học. Nghe cái danh thôi làm nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng chính các phát ngôn của ông làm cho dân chúng quay lại coi thường, khinh bỉ. Xem ông cùng bọn lật sử khác là cùng hội, cùng thuyền. Một mớ hỗn độn vong ơn bội nghĩa, phản bội tổ quốc, phá hoại dân tộc, đất nước.